Alo, alo, một xin mến chào đại gia đình thân thương của Ngọc nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel của Ngọc. Thì Ngọc mến chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc để Ngọc có nhiều thêm nguồn động lực để làm những clip mới. Xin cảm ơn mọi người. Và ngày hôm nay Ngọc có một câu chuyện cũng khá là vui để gửi đến cho đại gia đình của mình. Hai cô gái này là một người đàn bà không có chồng, làm một ông chịu đời sao thấu. Thì cái câu chuyện này nó cũng khá là vui và cực kỳ bá đạo luôn. Mời các bạn cùng lắng nghe cái câu chuyện này nha. Thì trong một cái làng nọ, thì trai tráng trong làng á, người ta có những cái băn khoăn khó chịu, cho nên là họ mới tụ họp nhậu lại. Họ nhậu một cái bàn nhậu. Thì đàn ông mà khi mà ngồi chung với nhau trong một cái bàn nhậu á, thì hay nói về cái gì nhất? Đó là nói về phụ nữ. Thì có một cái anh kia, ảnh mới lên tiếng vậy nè. Trời ơi, gái ở làng này nè, không biết làm sao nữa, nó đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp dễ sợ luôn, mà nghĩ sao không chịu lấy chồng. Mà trong khi đó anh em tụi mình thì quá là đẹp trai, lực lưỡng, lực sĩ không, mà nó không chịu lấy chồng. Nó ở vậy chi không biết nữa à. Khổ, con gái phải có chồng mới vui, để có phụ nhiều khi giúp đỡ được này kia, gánh nặng đồ. Rồi bưng không nổi thì cho có chồng bưng giùm nó cũng đỡ. Cái đầu mấy cái anh kia thì phàn nàn, ôi con gái xứ này nó chảnh lắm tụi bay ơi, nó không chịu lấy chồng đâu, mà không biết tại sao nó không chịu lấy chồng nữa. Đó, thì mấy anh trong làng này có vẻ như họ rất là bức xúc vì những cái cô gái trong làng này đa phần không chịu lấy chồng, mà mấy anh này thì cũng không có vợ nữa, đó, ở không luôn. Thành thử ra là họ rất là cảm thấy khó chịu với những cái cô gái này, mặc dù họ rất là để ý những cô gái như vậy. Đó, thì cái khi mà có hai chị em này, không phải hai chị em mà là bạn bè chơi nhau, mà hai cái cô em này là đàn bà không có chồng đó, thì hai cái cô gái này thì nổi tiếng là xinh đẹp nhất cái làng này luôn. Một vẻ đẹp tao nói nghiêng nước nghiêng thùng luôn, đẹp ơi là đẹp, đẹp dữ lắm. Thì hai cái cô nàng này mới đứng với nhau đang cắt lúa ngoài ruộng á, mà trời cũng tờ mờ gần tối rồi, mà cô cũng gán cô cắt cho xong cái đám lúa này, đám mạ này, rồi bắt đầu là để cho về cho nó xong để nấu cơm nước ăn. Thì hai cái cô gái này mới tâm sự với nhau vậy. Tôi nói thiệt với bà đó, bà biết làm sao không? Trời ơi, tại sao bà biết tại sao tôi không có chồng không? Sao vậy? Tôi cũng vậy nè, tôi cũng không lấy chồng nữa, tôi chán lắm, không chịu lấy chồng đâu. Đàn ông thanh niên gì đâu mà tối ngày cứ làm việc xong, xúm nhau lại tụm năm tụm bảy lại ngồi nhậu, nói xấu chị em mình. Cho nên là tôi không muốn lấy chồng chút xíu nào hết trơn á. Tôi nghe nói lấy chồng rồi còn bị chồng quýnh nữa, rồi cứ đến ghen, rồi chồng có con này con kia, rồi mình đi theo mình ghen tuông riết mình cũng khổ nữa. Cho nên là người phụ nữ đẹp nhất là khi không có chồng, bà đồng ý không? Thì cái bà kia bà cũng nói, tôi cũng nghe nói đàn ông bây giờ tôi cũng sợ lắm ơi. Nhưng mà tôi cũng có một cái ước mong, đó, nếu mà tôi á nha, tôi mà gặp một cái ông chàng, anh nào á nha, mà đẹp trai ha, nhìn ngon cơm ha, mà nếu mà phong độ lịch sự đó, mà càng câm càng điếc tôi càng thích. Đó, bà biết tại sao không? Để mà tôi làm một lần cho nó đã đời, cho thằng chả không có biết nói, không câm điếc thì không thể nào mà nghe được cái tâm sự của hai chị em mình được. Thì bắt đầu là mình kêu bằng một bữa cho mình làm một bữa cho nó hoành tráng luôn chị em ha. Đó, tôi với bà làm cho một lần cho nó đã đời mà. Kêu bằng là có một cái anh kia, sau khi mà nghe hai chị em này nói thì anh này ảnh nghe lén. Ảnh đang ngồi trong chiếc xuồng, ảnh đang nằm ảnh phơi, ảnh cắm câu để bắt cá đó. Thì ảnh mới ở bên cái sông bên kia, thì ảnh nghe, tình cờ nghe được cái lời tâm sự của hai chị em này, ảnh mới nói trời ơi, mình không có vợ nữa, mà trong khi đó đó gái xinh ở làng này, tao nói nó chê đàn ông ở xứ này không à, mà bây giờ hai con nhỏ này nghe nói đầu đẹp nhất cái xóm này, mà tự nhiên mình nghe được cái lời tâm sự của nó, mình thấy bây giờ mình phải lên kế hoạch làm sao mình chinh phục được hai con nhỏ này mình mới chịu. Cái anh chàng này nghe nói là hai đứa này nó đang ước là có một thằng câm điếc, thì bắt đầu là ổng mới giả ông câm điếc, ổng mới chạy lại gần, ổng chèo xuồng lại, ổng mới giả bộ vậy nè. Trời đất ơi, cái cô gái này cô đang ngồi, hai cô đang nói chuyện nhau, tự nhiên nghe nó, ủa chị ơi, làm như tôi nghe tiếng có một người đàn ông nó đang kêu mình, mà nó kêu cái kiểu kỳ lắm. Trời đất ơi, bộ con chả bị câm hả? Thường thường câm là đi hay đi theo điếc lắm mà. Trời đất ơi, không lẽ cái lời cầu sinh của mình được ông trời ứng nghiệm ta? Chết rồi, vậy là chả không có nghe được câu chuyện của hai chị mình đâu. Bây giờ tôi có kế hoạch như vậy, hay là tôi với bà đó ra ngoài bắt thằng chả vô trong đây, rồi xong á mình trói lại rồi mình làm,
mình làm một lần cho nó đã đời. Trời ơi, đó vậy chứ bây giờ biết cái đó là như thế nào. Bây giờ mình thử đi chị em, mình thử làm lần cho nó đã coi, coi làm sao. Bà chịu không? Ừ, tôi thấy cái vụ này cũng ngon nè. Được á, tôi với bà 1, 2, 3, làm nha. Bắt đầu cái ông kia kêu hai bà này chạy ra cầm cái dây chói lại, bắt lại bà, bắt cái bổng lại cho tôi. Thằng cha này chả câm điếc rồi, chả không có biết nói cái tên của hai chị em mình đâu mà mình không có sợ bị phạt, không sợ bị công an bắt hay gì đó. Cái bắt đầu hai bà này, tao nói một bữa ngon cơm, tao nói bắt ông này chói trong cái thằng kế bên cái bờ ruộng bên kia tối thui à. Thì bắt đầu hết bà này làm tới ông kia, cái tới bà kia làm, hai bà làm một ông. Trời ơi, làm một bữa tao nói đã đời luôn. Làm một hồi cái thằng cha câm điếc kia, thằng chả hả, chả nói chuyện không nổi luôn. Mà thằng chả cũng không nói là chả có biết nói chuyện nha, chả cứ giả bộ chả câm điếc kia. Rồi hai bà này kêu bằng là đã đời, kêu bằng một đêm đã đời luôn. Trời ơi, chưa bao giờ được thưởng thức một cái loại thức ăn mà nó ngon đến như vậy. Trời ơi, hai bà kêu bằng mệt nhưng mà vui. Đó, xong xuôi rồi thì hai bà mới tính với nhau. Ê bà, tôi có kế này là bà thấy làm sao? Nãy giờ hai chị em mình cũng thay phiên nhau, cũng làm này nọ, cũng đã đời rồi. Bây giờ á, hay là mình chói chả ở trong cái ghe này nè, mình giấu chả ở đây đi, chắc không ai thấy đâu. Ngay cái chỗ ruộng này vắng lắm, có mình tôi với bà là hay ra đây thôi. Rồi mình bịt cái miệng chả lại, mình đừng có để cho chả la lên, không để cho ai biết chả này luôn. Để tối tối mình lại mình làm tiếp, nghe không? Mình cho chả ăn miếng cơm rồi mình làm tiếp. Đó, bà thấy làm sao? Thì bắt đầu là hai cái bà này mới nói, cái bà kia mới nói, tôi thấy có lý á, chị thôi mình đi về đi, để chả ở đây đi ha, mình bịt băng keo lại chả. Rồi bây giờ cái bằng là cái ông này ổng câm điếc, bây giờ ổng giả bộ câm điếc, bây giờ tới đây là ổng nghe hết cái câu chuyện của hai cái con mẹ này rồi, là bà ổng mới bắt đầu ổng chịu không nổi, ổng mới la lên, trời ơi chị ơi, chị làm ơn chị thay cho tôi đi chị ơi, tôi là đàn ông chứ có vợ, mà nãy giờ hai chị làm tôi điếc, tôi mệt quá rồi, tôi nói chuyện không nổi luôn. Thôi bây giờ tôi có ý kiến như vậy, tôi cũng lần đầu tiên tôi lỡ tôi giả bộ tôi câm điếc, hai chị làm ơn làm phước cho chị cởi trói cho tôi đi, hai chị tha cho tôi đi. Trời ơi, tôi còn đi về, tôi còn có mẹ già nữa, mẹ già tôi ở nhà đang chờ cơm tôi. Trời ơi, hai chị em chị quá trời quá đất rồi. Trời ơi, tới đây là kêu bằng là tôi không có thể nào tưởng tượng được cái người phụ nữ ở xứ này luôn. Trời ơi, tôi chắc lần sau tôi không có lép lấy vợ nữa. Trời ơi, chị thả tôi ra đi, chị làm ơn. Trời ơi, chết rồi chị ơi, trời ơi, chả biết nói chuyện kìa, giờ sao đây? Trời ơi, vậy nãy giờ cho biết hết hai chị em mình rồi, trời ơi, có khi nào cho đời cho la làng với sàn hàng xóm không? Bây giờ mình phải làm sao để mình làm cho chả nó căng mãi mãi đi. Chị ơi, tôi thề chị, cái chuyện này tôi không có dám nói cho ai nghe hết trơn. Trời, chị thả tôi ra đi. Chị thả tôi ra được rồi. Chị làm ơn chị thả tôi ra đi, tôi đội ơn hai chị, tôi sợ quá rồi. Thì kêu bằng là hai chị này kêu bằng là quá trời quá đất luôn, đã đời luôn. Thì cái ông này kêu bằng, ông kêu bằng bá chị chịu đời sao thấu là vậy đó. Cái đây là cái câu chuyện vui mà ông nhớ tới đời đời kiếp kiếp luôn, không bao giờ quên được hai cái chị này. Đây là cái câu chuyện vui và cực kỳ tiếu lâm bá đạo, cho nên Ngọc muốn gửi cho các bạn ở đây cùng thưởng thức cái câu chuyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thú vị khi mà nghe những clip kể chuyện của Ngọc, nó thư giãn vui vẻ nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.